Đây hello các bác nhá, chào mừng các bạn trở lại kênh Charlie VT Endup. Hôm nay mình lại đang review chiếc xe của anh Thắng nhá. Đấy các bác này, chiếc xe của anh Thắng thì quá nổi tiếng rồi trong giới anh em chơi xe trên cả nước. Đấy, hôm nay mình đang cho anh em ngắm siêu phẩm của anh Thắng luôn. Anh Thắng thì cũng gần với cái khu nhà mình thôi, anh nhìn rất là nhiều xe. Bác ấy chơi xe từ Kia đến Isuzu bây giờ. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ bật cho các bác xem cái mặt ba lăng của anh Thắng. Hôm nay anh trai qua ủng hộ nhiều món lắm, nhưng mà cuối năm rồi thành ra nó hết hết hàng, thì ra chỉ có để cho anh một số những cái thứ đồ đó một số những cái thứ đồ chơi thôi. Anh em nhìn này, xem anh Thắng tí mình cho các bác ngắm lại trong cabin. Đấy, thùng vệ các bác ấy rất chắc chắn luôn. Con này của anh Thắng thì độ bình hơi các bác nhá. Bình hơi cho các bác xem lại một bình hơi của anh này. Đấy, như anh em hỏi mình là có bán bình hơi này không, hay là chế bộ phát hơi không, thì anh em tìm hiểu những bạn thợ điện ấy bạn sẽ làm chế, còn bên mình là không làm cái món này. Bên mình chỉ bán còi cùng với thứ ABC, bán lùi web. Đây, anh cần đặt chế luôn cả ống tio luôn này, ép ống tio vào đầu kia luôn này. Đấy. Còn đây thằng chế cái này các bác này, cái này cực hay luôn này. Đây mình cho các bác xem này, cái này là cái anh Thắng chạy đường đèo ấy, anh ấy tới lốp và rửa tay luôn, rất hay luôn. Đó, toàn bộ chassis đằng sau là bác ấy chế ống nhựa tiên phong nước, đựng rất nhiều nước luôn, bơm trên đầu lên kia. Đấy, hay không anh em, rất hay luôn. Ở chiếc xe này thì lắp đôi gương mẻ đây các bác nhá, đôi gương mẻ đây. Đây đang hộ cái cần gạt mưa. Đấy, ok cho anh em. Đấy, rất đơn giản. Đấy, rất đơn giản các bác nhá, bóc băng dính dao dán vào thôi. Đấy, anh Thắng thì anh em nào có muốn chạy hàng ở dưới khu anh ở đoạn cầu chiến hay sao ấy, gần chỗ bệnh viện gì ấy. Đấy. Đấy, ngoài chơi xe ra anh Thắng còn chơi lan nữa nhá, anh yêu thích lan. Ngoài chơi xe anh Thắng còn yêu thích lan nữa. Đấy, bay cũng đang sinh hoạt trong hội lái xe tải. Đó, anh em thấy không, đơn giản không, bộ tem này rất hay luôn này. Tem design, tem ong các bác nhá, rất đẹp luôn. Tem ong. Đây, phản quang của anh Thắng. Phản quang đúng không anh? Đúng rồi, phản quang nó mới đẹp anh ạ. Còn nếu mà design thường là một thời gian bạc hết. Đấy, đây là dán đôi ốp tem ở cửa các bác nhá. Rất đơn giản luôn. Con này là QKR của anh Thắng. Ngày hôm nay thì phải bán anh Thắng một số những thứ nữa cơ, nhưng mà cuối năm mình hết hàng rồi. Thành ra là chỉ chiều anh trai được mấy món qua qua thôi, tay một cửa gần gần mưa rồi ôm gương cầu thôi. Đấy, đây cho các bác xem lại cái tay gương cầu ở đây. Tay gương cầu đến bây giờ là mình cả anh Thắng hôm ý là hai anh em bắt, đến bây giờ nó rơi vào tầm khoảng. Con này được 25 cho anh Thắng chưa? 25 rồi. 25 mới anh. Xe anh lấy 14 tháng. 14 tháng anh. Đấy, hôm 15 các bác nhá. Đấy. Đợt ý thì mình cũng không dám bắn đâu, nhưng mà anh Thắng bảo là bắn đi, bắn vừa. Thế là anh em quyết định bắn từ đợt đấy, là cái tác phẩm của Isuzu bắt đầu ra đời. Đấy, còn trước đấy thì mình không dám bắn đâu. Là đúng hôm đấy là anh Thắng bảo là chơi đi à, anh thấy nó được rồi. Đó, các bạn thấy không, đêm phát là đẹp luôn, long lanh luôn. Tất nhiên là những cái đồ chơi của Isuzu này nó không được khít như khít, hay là nó không được gọi là hoàn hảo đến 100% như của Kia Hyundai đâu. Nói thật với anh em, đồ này thì 90% của Việt Nam mình nhập về toàn đồ Trung Quốc thôi, nhưng mà nó sẽ có nhiều kiểu đồ của Trung Quốc nó làm. Đấy, ruộng là các bác nhá, ngon luôn. Đấy, anh Thắng cực kỳ cẩn thận luôn. Đấy, ô cho bác Thắng cái này nữa không? Đấy, đôi sâu rồi bác ý, chế tác từ cái gì mình không biết được. Vẩy vẩy rất hay luôn. Đây này các bác này, anh Thắng chơi đôi còi này. Đấy, thì khi nào về mình bảo bác ấy bóp cho anh em thôi, chứ bây giờ bóp chiếc tai lắm, giã tai luôn đấy. Đấy, còi con này là còi ong các bác nhá. Đó, đôi còi ong Thắng đét luôn. Đây này, cho anh em ngắm qua nữa, thất lại lần nữa xe của anh Thắng này. Đấy, đấy, anh mới chế tác cái quả này hơi hoành tráng luôn. Con này là bóp còi, con là đá luôn anh em nhá. Đấy, đá kèn luôn này.
Anh Thắng ơi, con này là ăn đeo kèn đấy. Con này là bác chế đeo kèn anh em nhé. Đá phát là căng đét luôn đây này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Anh Thắng thì hát thứ này đi di chuyển xa thì ra là nhiều khi căn mặt rồi, bàn chải kem đánh răng rồi, phụ kiện đi theo người là anh Thắng đi ra hết luôn. Đây anh em. Đó, bảo vai mô đang này rất hay luôn. Bóp phát là giá chiến luôn đấy. Đấy, đấy. Đó, đây đang chẳng hay anh cầu cho anh Thắng ơi. Quá hay luôn. Thế khi nào về thì mình sẽ bảo anh ấy bóp thôi. Nhưng bây giờ bóp thì thành ra nó hơi khó lắm ạ. Bóp bây giờ điếc tai luôn. Đấy, đây cho anh em ngắm trong thể chiếc xe của anh Thắng nhá. Rất đẹp luôn. Đó, đấy, Isuzu thì nó sẽ có một số cái đồ chơi thôi. Còn ốp gương không có anh em nhá. Ốp gương là mình phải lên đời cái gương mà đời bút cơ thì nó mới có ốp, còn hiện tại đời này không có. Ra riêng để siêu tầm lốc cái che mưa anh ạ, anh Thắng ạ. Ra riêng siêu tầm lốc cái che mưa y lốc. Vâng, thì cho nó tổng thể luôn. Hoặc là không, bây giờ nó có cái loại che mưa mà sơn anh ạ, sơn trắng và giống như kiểu màu mui này anh ạ. Em đi nhập về rồi nhưng mà được vừa rồi nó nỡ, nên ra chưa ra được. Anh cứ sợ nó vừa nó đéo nó dáng gì ấy. Gì anh? Cái ốm gạt mưa gì. Sợ không vừa anh? Không. Lên xe của anh Thắng bye bye nhá. Đấy, năm mới chúc anh Thắng vạn sự bình an này, vạn sự may mắn này. Đấy, anh Thắng giá mắt còi cho anh em, tạm biệt anh em này. Theo số điện thoại là 0978823038 0978823038 nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em cảm ơn anh Thắng rất là nhiều nhé.